Ấy, sau khi phá váng trên cái mặt đất đấy thì bây giờ em rắc cái phân gà lên các bạn ạ. Đấy, những cái phân gà con này rất ít phân, nó như nó lại có rất là nhiều trấu. Nên là mình rắc lên trên cái mặt này thì làm cho đất nó tơi xốp hơn nhé các bác. Và có một chút phân gà con thì đào nó cũng sẽ ăn được luôn. Đấy, sau khi phá váng này thì bề mặt đất tơi xốp này thì bắt đầu em đi rắc phân gà. Rắc xong phân gà này và thì em dùng vòi em tưới cho qua một lần. Đấy, để cho phân gà nó được ướt và nước nó chảy xuống, nó thấm xuống dưới dưới mặt đất nhé các bác. Thì dễ nó ăn được luôn. Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tây Lạng Sơn nhá. Khá là lâu rồi thì hôm nay mới lại sản xuất được một cái video nữa. Đấy, thì mấy hôm trước là em đang vào bầu cho khoảng độ hơn 1 vạn cái cây đào phai 5 cánh của Lạng Sơn. Thế nên là chưa có thời gian để quay video. Hôm nay thì lại tiếp tục đi làm cỏ và phá váng cho cái loạt đào giống ở dưới vườn nhà em đây. Đấy, thì hôm nay em quay lên để cho mọi người cùng xem và cùng tìm hiểu cái cách làm của em nhé các bác. Đấy, như những cái cây đào này là đợt vừa rồi em cũng đã quay lên cho mọi người xem. Đấy, thì hôm nay nó đã được như này các bác. Những cây đào vừa giống để cuối năm ghép các cái mắt đào bích, đào phai, đào thất thốn vào nhé các bác. Đấy, thì hôm nay em đi phá váng các bác ạ. Trồng đào này thì mình phải phá váng cho nó và làm cỏ thường xuyên để cho cái bề mặt đất này nó được tơi xốp này, và không có cỏ thì cây đào nó phát triển mới mạnh các bác ạ. Đây, hôm nay vừa mới chế được cái cào ba răng này đi để phá váng cho những cái cây đào này này các bác. Đấy, thì em quay cho các bác xem này. Đấy, những cái cây đào bây giờ nó cũng được tầm độ 20-25 cm đấy các bác. Mình đi phá váng như này mục đích là để làm cho nó mặt đất nó tơi xốp các bác ạ. Mặt đất tơi xốp thì cái cây đào nó mới phát triển tốt được. Bất kể loại đào gì nhá các bác, kể cả đào trồng trong chậu, đào bích, đào phai, cây đào to đùng ấy, ghép ấy, thì thỉnh thoảng đất nó mà dí quá thì mình cũng phải đi cuốc xới đảo thường xuyên để cho cái mặt đất nó thông thoáng, thì cái cây nó sẽ không bị nghẹt rễ các bác ạ. Nếu như mà mặt đất mà nó dí quá thì cây nó bị nghẹt rễ thì cái cây cũng rất dễ bị chết này, hoặc là nó yếu kém, nó không phát triển được nha các bác. Đấy, như cái đoạn bọn ngoài kia kìa, thì là đất nó dí quá thì nó không lớn được, thì bây giờ em lại phải đi phá váng đây. Đây gọi là phá váng đặt cho đất đây các bác. Đấy, mình cứ cào cào xới xung quanh như này thôi. Cào xới phá váng xong như này thì em sẽ bón cho một lần phân gà các bác ạ, trấu, các cái loại trấu phân gà đấy, xong rồi em rắc đều hết xung quanh cái mặt mặt luống này. Đấy, thì khu bên này này các bác, thì cái cây này thì nó rất là cái cỏi này trồng cùng nhau ấy, thế nhưng mà những cái cây này nó không, đất nó dí thì nó không lớn được luôn, bé bé còi zin như này các bác này. Đấy, thì là phải gấp rút là phá váng luôn để cho cái mặt đất nó tơi xốp và mình bón phân thúc cho cái cây nó phát triển. Đấy, cây bé tí luôn. Đây, mặt đất nó cứ dí đanh ra như này này các bác này, mặt đất nó cứ rắn đanh ra như này này, thì mình phải đi cào xới để cho nó thông thoáng, dễ nó mới không bị nghẹt. Đấy, các bác nhìn kỹ thì thấy cái mặt đất này nó dí, rất là dí luôn, cỏ không thể mọc được và cây nó cứ còi 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 đi thôi các bác, nó không phát triển được. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi ra cái đoạn đào nó tốt nhé các bác. Đấy, cái đào bên này đất thì nó tơi xốp thì nó sẽ tốt hơn hẳn, mà trồng cùng với nhau luôn. Đấy, hai cái luống này các bác xem này, một bên đây là đất đổ, đất bồi ra thì cây nó khác hẳn là cái đất chính ở bên trong này này. Cái đất đây là đất chính ở bên trong đây, thì ngày xưa em có gạt ra đây. Đấy, gạt đất san đất sang đây thì cái đất bồi lên thì cây đào nó đã bắt đầu phát tán rồi, khác nhau một trời một vực luôn các bác.
cái đất phụ mình đổ ra thì rất là hợp với đào nha các bác. Đấy, những cái đất phụ này. Còn cái đất chính đây thì nó vẫn cứ lồm cồm cây và còi cây nó cứ bé tí vào đây. Đấy, để cho các bác hiểu. Đấy, trồng đào mà có những cái đất phụ, cái đất bồi, đất lấp, san lấp mặt bằng ấy các bác. Mà các bác nào có đào mà trồng lên ấy thì chỉ 2 năm thôi nó sẽ to bằng 3 năm. Khi mình trồng ở những cái đất chính như này. Đấy, cây nó bắt đầu phát tán ra này các bác. Bây giờ mới là tháng 20 tháng 3 âm lịch. Đấy. Thì cái cây đào để cuối năm em làm giống ghép thì nó đã lớn được như này đây các bác. Đấy, thì cuối năm cắt gốc đi như này và em ghép rồi nha các bác. Đấy. Xanh mướt luôn. Còn cái bên này thì vẫn còi zin như này. Đấy, cái vườn giống này ở nhà em đây là được hơn gần 5.000 cây cái bãi này các bác ạ. Còn các cái bãi khác vẫn còn tầm độ hơn 1 vạn nữa. Đấy, thì năm nay tất tần tật các loại đào gốc như này thì em sẽ ghép các loại đào bích, đào phai, cánh kép, đào bạch cánh kép và đào thất thốn. Các loại đào thất thốn, đào phai, thất thốn phai này, thất thốn bạch này, thất thốn bích cánh kép hết. Để phục vụ tất cả các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nhá. Đấy. Thì năm nay vào tầm độ gần 3 vạn đào này, gần 3 vạn cái cây đào giống như này. Chuẩn bị để nhân giống phục vụ các nhà vườn. Thì đã có một số các anh chị nhà vườn lớn ở trong Đắk Lắk cũng đã đặt hàng với em mỗi nhà 2-3.000 cây rồi các bác ạ. Đấy, thì nếu như bác nào mà có nhu cầu ấy thì sang năm tới thì lại tiếp tục cứ điện cho em, đặt cho em nhé. Những nhà vườn lớn thì mua số lượng lớn thì sẽ có những cái giá hợp lý nhất để cho các bác làm vườn. Đấy, thì toàn là đào giống của nhà làm ra nên là các bác cứ yên chí. Cây thì những cái cây phôi ở vườn đã có sẵn hết rồi. Những cái mắt ghép ấy đều là các cái loại giống bích kép, hoa đổi màu được nha các bác ạ. Nở thì hoa màu sẽ cánh phớt phớt màu phai và trắng trắng. Khi tàn thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ các bác ạ. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nha các bác. Em xin chào toàn thể các bác ạ.